Chị Lân xin trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách, đây là chiếc đồng hồ Hublot chính hãng Classic Fusion. Đây là một phiên bản vô cùng đặc biệt vì tất cả những cái số giờ bên trong không có trơn, mà cái mặt dial thì full luôn. Đây là một phiên bản tái hiện kỷ niệm bản 40 năm của Hublot. Cái phần đầu khóa cũng khác biệt với những cái bản Classic thông thường, bởi vì đây là bản đặc biệt và vô cùng nổi, vô cùng sang, vô cùng sáng nhờ vào kết hợp giữa màu đen và phần vỏ là titan màu bạc này, nên là vô cùng ăn ý với nhau á. Có nghĩa là ăn ý cho cái sự kết hợp hài hòa của thiết kế, và bản thiết kế này vô cùng thành công bởi vì rất nhiều người thích đơn giản, ấn tượng, cá tính nhưng rất là tinh tế, mới thể hiện được sự đẳng cấp và sang trọng thượng lưu chứ. Mình nhìn thấy là chiếc hồ này cũng có ba kim: kim giờ, kim phút, kim giây. Vị trí 12 giờ đó chính là biểu tượng logo của đồng hồ Hublot, và nó có dòng chữ Hublot dưới nhưng mà không có cái cọc số giờ nào cả, chỉ có một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ mà thôi. Nhìn kim chạy rất là thích thú. Máy này là máy tự động luôn. Ở vị trí góc 6 giờ thì có chữ rất quen thuộc của tất cả những đồng hồ Thụy Sĩ, Swissmed. Phần đầu khóa cho đồng hồ này có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng với dòng Classic Fusion phổ thông. Đây là phần hai bên của cái đầu khóa, nó có hai cái chốt, hai cái nảy mình nhắn vào sẽ bung ra như này, và trong này có rất nhiều khức mà hãng đã làm sẵn. Thay vì cái bản Classic Fusion bản phổ thông thì sẽ được hãng đục lỗ một bên dây và một bên là đầu khóa, đục lỗ sẵn hết, mình sẽ thâu to nhỏ theo tùy cái size tay của mình. Thì ngược lại, bản này không có lỗ, không có một lỗ nào cả, thì mình sẽ đo và ướm vào cái tay mình cảm thấy vừa như thế nào thì mình sẽ cắt cả hai bên luôn, cắt hai bên tương xứng cho nó cân đối, để cái đầu khóa khi mình gài lại thì ngay lập tức cái đầu khóa nó sẽ nằm ở ngay vị trí ở giữa tay của mình luôn, như thế này thì sẽ là đẹp. Vì vậy mình phải cần đến dụng cụ chuyên dụng để mình cắt hai bên cho nó đều và đẹp. Rất là hay, hiện rõ chữ Hublot luôn, có cả một bên là có chữ Hublot, một bên là có logo của Hublot, rất đều tay và đẹp. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion phiên bản đặc biệt, phiên bản tái hiện 40 năm kỷ niệm của Hublot đến đây sẽ được phép kết thúc. Và rất nhiều dòng khác, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury, kết nối qua website hoặc là đến showroom của Kỳ Lân Luxury, website kỳlanluxury.com, hoặc là gọi điện thoại qua hotline cũng như là kết nối qua Zalo 0901247247. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách, bất kỳ những dòng sản phẩm đẳng cấp, sang trọng thượng lưu nào mà quý khách mong muốn. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.